từng bước chân thành thơi. Kính thưa chư vị, suốt mấy ngày hôm nay chúng ta học được cái gì vậy? Có ai biết chúng ta đang học cái gì không? Học cái gì mà đủ các thứ là cái tùm lum tà la, giống như là cháo thập cẩm hay là bình thập cẩm, kiến thập cẩm ha. Nào bây giờ quý vị biết chúng ta đang học cái gì không? Tại sao quý vị đến đây? Tại sao quý vị học học cái gì nào? Bây giờ nếu quý vị không biết chúng ta học cái gì thì những cái điều mình học hổng rảy á là vất đi, tại vì nó không ích lợi gì hết. Học có mục đích chứ. Quý vị đi làm thì quý vị cũng muốn kiếm tiền. Quý vị mua số lô tô cũng muốn trúng số. Quý vị đi tới chùa, quý vị thắp nhang lại Phật thì cũng muốn là Phật độ cho về vãng sanh cực lạc. Quý vị gặp một ông sư, nói nhà con mới có người chết, giờ nhờ sư thì cũng là nhờ sư cúng. Nó có mục đích hết. Thế thì chúng ta tới đây, chúng ta ngồi đây học ngày nào cũng vậy, sáng 10 giờ cho tới 11 giờ, chiều 3 giờ tới 4 giờ, nóng lực cũng phải đến. Để làm cái gì? Để học cái gì? Dạ? Học nghiệp á? Ôi cha, học nghiệp. Học nghiệp cái gì? Sắc A-di-đà Phật. Học cái gì? Học cái gì? Học sắc, học nghiệp. Còn ai nữa? Tâm. Còn ai nữa? Không lẽ trong này siêu giấc niệm? Học pháp. Trời ơi, pháp minh mông là gì có siêu giấc niệm. Chúng ta học cái gì? Đức Thế Tôn nói có một câu thôi, nhưng mà cái câu đó là chúng ta nên học. Đức Thế Tôn nói rất nhẹ nhàng, làm cả đời người, sống cả đời người mà không thấy được lẽ sanh tử, không bằng sống một ngày mà thấy lẽ sanh tử. Sống cả đời người mà không thấy được lẽ sanh tử thì không bằng sống một ngày mà thấy lẽ sanh tử. Suốt mấy hai tuần nay các bác đến đây, rồi chúng tôi cũng cố gắng diễn trình cho các bác để giải quyết cái vấn đề sanh tử. Tại sao mình có mặt ở đây? Rồi tại sao mình lại sanh ra cái thân tướng như thế này? Thân nam, thân nữ, nhà giàu, nhà nghèo, có hạnh phúc, có đau khổ, mà đa số toàn là đau khổ chứ không thấy hạnh phúc nào hết. Trong cái giây phút mà hạnh phúc thì đã thấy có nước mắt rồi. Toàn là đau khổ không, chứ đâu có hạnh phúc ở đâu đâu. Hạnh phúc á thì một giây, đau khổ thì triền miên cả kiếp. Thế thì mình chán quá rồi, mình nói sanh tử là hệ trọng. Bởi vậy Đức Thế Tôn mới nói sống cả đời mà không thấy được lẽ sanh tử thì không bằng sống một ngày mà thấy lẽ sanh tử. Cho nên chúng ta học suốt hai tuần nay ở đây, quý vị bỏ ăn bỏ ngủ lên đây, xin lỗi nhưng với quý vị là có bỏ ăn bỏ ngủ không? Tôi nói đại vậy không? Chắc ăn no rồi, vậy mình bỏ ngủ rồi ngủ ngon lành. Nhưng mà tôi cứ nói đại, bỏ ăn bỏ ngủ tới đây, rồi sư cũng vậy, lặn lội mười mấy ngàn cây số, tự động bỏ tiền mua vé máy bay sang đây, rồi để nói cho quý vị về cái sanh tử. Mà cho tới giờ này hai tuần rồi mà quý vị không biết mình học cái gì nữa thì sư xấu hổ quá. Chắc sư phải quỳ nhang sám hối. Quý vị, sống cả đời người mà không thấy được lẽ sanh tử thì không bằng sống một ngày mà thấy lẽ sanh tử. Bất chấp quý vị là cư sĩ hay là tu sĩ, mà nếu không thấy được lẽ sanh tử coi như uổng phí tất cả những công trình tu học của mình. Sanh tử là hệ trọng, tại vì Đức Thế Tôn nói rất rõ, chúng sanh mê mờ cho nên trôi lăn trong sanh tử luân hồi.
Và chư Phật thị hiện ra bao nhiêu đời cũng chỉ để nói cho chúng sanh biết, này 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 này, sanh tử là hệ trọng. Đầu mối của sanh tử, luân hồi là do nghiệp. Đức Thế Tôn trong Kinh Pháp Cú nói rất rõ, nghiệp dẫn chúng sanh luân hồi trong sanh tử, trong ba cõi sáu đường. Và Đức Thế Tôn cũng nói rất rõ, nghiệp là con đẻ của chúng ta, từ chúng ta làm ra nghiệp, rồi nghiệp nó dẫn chúng ta đi trong sanh tử luân hồi. Rất rõ ràng gì? Thế thì bây giờ Đức Thế Tôn nói nghiệp, chúng sanh nó không hiểu, cho nên Ngài nói rất rõ bằng công thức toán học đàng hoàng. Nghiệp là một hành động có tác ý, lập đi lập lại nhiều lần, ba yếu tố: có tác ý, có hành, có đi lập lại. Giống như quý vị làm nghề, ví dụ làm nghề bác sĩ thì nó phải mổ xẻ, mổ một lần thì nó là hành, mổ nhiều lần lặp đi lặp lại thì nó tạo ra nghiệp, cho nên người ta nói là nghề nghiệp. Nghề nghiệp phải không? Tức là cái gì mình có tác ý mà lặp đi lặp lại nhiều lần thì cái đó gọi là nghiệp. Rõ ràng, công thức rõ ràng phải không? Chúng ta biết rất rõ cho tới ngày hôm nay, khi ý phát sinh thì tạo ra nghiệp. Có hai trường hợp: có ý và không hành, có ý có hành đều tạo nghiệp hết. Đấy. Còn nếu không có ý thì chỉ tạo nhân quả mà thôi. Hôm nay chúng ta đã biết rồi. Thế thì cái ý này nó đều do cái A Lại Gia Thức và cái căn cần. Cái A Lại Gia Thức nó chứa đựng những cái từ trong vô minh, từ trong vô tiền kiếp, vô lượng kiếp, và cái căn cần trong kiếp này, mắt tai mũi nhìn thấy cảnh bên ngoài, khởi lên ý ưa thích hay buồn ghét, những cái thứ này nó tác động với cái những cái lưu trữ cũ, hai cái thứ nó nhập lại làm một thì nó núi dày hơn cả cái núi tu di. Và bởi vậy cho nên chúng sanh mê mờ không thoát ra khỏi sanh tử là chỗ này. Tại sao căn trần va chạm tạo ra thức rồi á làm cho chúng ta điên đảo? Tại vì chúng ta có hai cái gọi là chân tâm thường trụ và cái vi thức biến hiện. Chúng ta hàng ngày sống trong cái vi thức, tức là sống trong cái niệm điên đảo, chứ chúng ta không sống trong cái chân tâm thường trụ. Chân tâm thường trụ nó không có phân biệt, nó không có khởi niệm, mà thức á, là nó bị căn trần va chạm. Hàng ngày chúng ta nhìn thấy ánh sáng ánh tối, hồi nãy tối hù à, vô đây có nhiều người dòm tới dòm lui không biết chỗ ngồi đâu, cũng may mắn nhờ sự giác điện bật cái đèn lên, cái sáng cái tìm thấy cái chỗ ngồi còn lành, thấy không? Cảm thấy nó ấm cúng hơn. Như vậy cái ánh sáng nó làm cho mình ấm cúng hơn, hay là cái gì làm cho mình ấm cúng hơn đây? Nếu mà ánh sáng làm cho mình ấm cúng hơn đó thì là cái ấm cúng, cái tâm ấm cúng, cái tâm mà ưa thích đó nó chạy theo ánh sáng ư? Vì ánh sáng mà khởi lên cái tâm ưa thích ư? Hay là vì tượng của Ngài Bổn Sư nó nhìn thấy rồi cái khởi tâm ưa thích? Thế thì cái căn trần thức này nè, cái thức này nè, nó tạo ra cái sắc. Sắc là các vật chất hiện thấy. Thì cái sắc này do căn trần thức, tức là do cái tâm này nó sinh, hay là tâm sinh sắc hay sắc sinh tâm? Chúng ta học ngày mấy ngày hôm nay chúng ta biết rồi, tâm sắc nó tương ưng. Vì đi Thái Lan, đi các nước khác nhìn thấy tượng Phật, người ta kiểu đó về cái nghĩ ông Phật phải như thế này này, rồi đúc ra cái tượng. Cho nên cái tượng ở đây nó khác cái tượng ở các chỗ khác. Ông Phật ở bên Houston nó khác ông Phật bên Úc, nó khác ông Phật bên Thái Lan, khác ông Phật bên Miến Điện. Nhưng hỏi thật quý vị, có bao nhiêu Phật nào? Ai nói một giơ tay lên? 1, 2, 3, 4, rớt hết. Có bao nhiêu Phật? Vô lượng Phật. Có vô lượng Phật, tại vì tâm tánh chúng sanh khác biệt, cho nên chư Phật cũng thị hiện ra vô lượng Phật. Có 84.000 phiền não, cho nên chư Phật mới hiện thể hiện ra 84.000 pháp môn để độ 84.000 phiền não. Cái bà này bà thích Quán Thế Âm, chư Phật hiện ra Quán Thế Âm để tới gần gũi để mà độ bà. Có một cái làng nọ, dân chúng trong làng nó sát sanh, nó không có tin Phật, nó giết chó giết mèo, nó đánh đập người ta. Ngài Quán Thế Âm vì tâm từ muốn cảm hóa cả cái làng, Ngài thì hiện ra làm đứa con gái của cái ông trưởng làng. Rất xinh đẹp, 18 tuổi, rất là xinh đẹp, đẹp kinh khủng lắm, mấy đứa con trai trong làng bu chung quanh. Tới tuổi thì đương nhiên phải đi lấy chồng. Ông trưởng lão ông mới kén rể cái đám con trai ở trong làng, ở các làng chung quanh nó bu lại. Nó xin điều thí. Cô này cô đây đông quá mà có mình có làm sao có lấy chồng được hết, bây giờ cô chọn. Cô nói ai được, ai tụng được cái bài Bát Nhã Tâm Kinh
thì có lấy làm chồng. Thuộc lào là phải giải thích nữa, hiểu ý nghĩa của kim chứ không phải tục mà tục. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Mà hôm nay chúng tôi hỏi không ai biết sắc là gì, không là gì, trả lời trả lách hết. Thì cái đó không phải trách quý vị đâu, nhưng mà trong kinh có chép người nào tụng kinh đó thì được phước, nhưng mà muốn thoát ly sinh tử thì phải liễu nghĩa. Phải liễu nghĩa tức là biết rõ ràng thì mới thoát được sinh tử, còn không có thì được phước. Kiếp này là xấu xí, kiếp sau đẹp hơn, kiếp này nghèo, kiếp sau giàu hơn. Kiếp này gặp cái ông chồng ông cà chớn ông la hét bên ngoài, kiếp sau gặp cái ông chồng ông quỳ dưới ông nhân cơ cho mình ăn. Phải không nè? Tức là tu có phước. Còn quý vị nào đi tu ở kiếp này là làm đại đức thôi, kiếp sau đầu thai ra làm hòa thượng, có phước mà. Nhưng mà nếu không hiểu được lẽ sanh tử thì sanh tử luân hồi. Sanh tử này đều do nghiệp, nghiệp do tác ý. Cho nên chúng ta hàng ngày nhìn thấy là đều có tác ý. Trong một sát na đó chúng ta có tới 80 cái điểm sinh sanh diệt diệt liên tục như vậy. Và chúng ta sống trong cái duyên đạo, tức là cái thức này này, duy thức biến hiện. Chứ trong mà chúng ta không sống trong cái duy tâm sở hiện, chúng ta không sống trong cái chân tâm thường trụ của chúng ta, cái Phật tánh của chúng ta, mà chúng ta xa lìa nó, chúng ta cứ sống ở trong cái duyên đạo. Mắt thấy tai nghe nghĩ rằng cái đó là tánh biết của mắt của tai, lầm tưởng cái chỗ này. Cho nên các chư tổ nói nhận giặc làm con, nhận giặc làm con, kẹt ở cái chỗ này. Thế thì có nhiều người nói bây giờ mỗi lần con gặp chướng duyên thì con niệm Phật. Chướng duyên là nó nảy sinh rồi, nó là đã phát sinh ra niệm, nó có đối tượng, có niệm rồi thì nó khởi lên cái ý phiền não rồi, rồi lúc bây giờ nó lo niệm Phật thì trễ rồi, nó đã tác ý, cho nên nó tạo nghiệp. Ở trong kinh Nan Tiên, Đức khi ông vua tới hỏi tại sao đi tu, thì ông Nan Tiên hỏi chứ tại sao vua lại huấn luyện quân sĩ. Nhà vua nói ta huấn luyện quân sĩ ngừa cái lúc mà có chiến tranh nó xâm lăng thì ta có lính ta đánh. Thì ông Nan Tiên nó đại đức Nan Tiên ta cũng như thế, ta đi tu để ta chuẩn bị tới cái lúc mà có đối tượng phát sinh ra niệm thì lập tức ta đã dập nó liền. Ta đi tu ta niệm Phật hàng ngày ta để không cho đối tượng phát sinh. Nhìn vào đối tượng tức là nhìn vào sắc mà tâm không sanh, không có niệm đó, chứ đâu có đợi tới lúc con niệm rồi có khởi ý rồi bắt đầu A Di Đà Phật, nó trễ rồi, nó rớt vào trong cái lại gia thức rồi nó nằm trong đó có A Di Đà Phật thì cũng sanh tử luân hồi. Thế thì trở lại câu chuyện hồi nãy, ngài Quán Thế Âm thì hiện làm cô con gái đẹp, tại vì nếu tôi không nói có nhiều vị thắc mắc hoài. Nói tụng được bài kinh Bát Nhã thì lấy làm chồng. Khoảng 5.000 thanh niên có tụng mà nó giải thích rất rõ ràng. Cái lúc bây giờ cô gái 5.000 mà có mình tôi thì sao tôi lấy 5.000 chồng được. Thôi bây giờ 5.000 này tôi cho. Giờ quý vị tụng cái bài, tụng cái kinh Kim Cang. Tụng kinh Kim Cang. Thì rốt cuộc á, còn lại có chừng 20 người tụng kinh trả bài ngon lành và giải thích rất rõ ràng. Cái cô gái nói có mình tôi mà 20 cũng đâu được. Thôi thì bây giờ tôi đưa cái khác. Đây. Bây giờ quý vị nào tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đà, tức là trí tuệ rốt ráo, tụng được bài kinh, tụng được cái quyển kinh đó, tức là 6 bộ dày lắm, mà giải thích được rõ ràng tôi lấy làm chồng. Cuối cùng có một người lọt. Mà cái người đó tuyên bố nói là tôi sắp sửa tới để tôi trả bài. Thì ngày hôm đó cô con gái chết, ông trưởng lão bỏ vào họ. Cái ông kia dự thí, ông tới ông thắp nhang của nó. Tôi tốn công với cái cô này rất rối qua. Bây giờ xin ông trưởng lão cho tôi xem mặt, chứ không có không được. Tôi là thí sinh chót mà. Nếu tôi không được làm chồng thì tôi không có xem mặt có. Ông trưởng lão người ta đóng hòm rồi mà mày đòi mở ra sao được? Ha? Cái tục lệ mà đóng cái đinh vô rồi đóng mở ra. Nó năn nỉ quá, nó nói nếu ông không làm chuyện đó thì tôi tự tử. Tại vì tôi đã quyết tâm là phải cưới được cô, bây giờ tôi đã làm hết cái nghĩa vụ của tôi. Mà kiếp này tôi không cưới được thì tôi phải nhìn mặt trước khi cô đi. Cái nó năn nỉ quá, ông trưởng lão quý vị biết rằng hôm nay đồng ý. Thôi giờ mày đứng đó, ta khui cái hòm này cho xem. Cái xác chết đó, nó 5 ngày rồi. Mà khui hòm lên thì quý vị biết sao không? Không có.
cái hơi nó thúi kinh khủng, nó xì ra, phải không nào? Ở nhà quê mà làm gì có như ở đây mà có cái máy lạnh hay là nó chích thuốc đâu, nó thúi kinh khủng. Cái cuối cùng mở cái đắp ra ông dòm vô, quý vị biết không? Dòi rồi á là cái gì gì nó đục ở trên mặt á, ông thấy ông té xỉu cả, mà ngay chỗ đó ngọ, ông chứng luôn. Ông ngộ được cái lý vô thường, ông ngộ được cái lý của trong kim kim cang. Ngộ được cái lý ở trong kinh Kim Cang. Quán công trước cũng thế, quán công trước đọc kinh Kim Cang ngoài mà không biết. Tới cuối cùng đi xứ sang Thạch Đài. Ở Thạch Đài là cái chỗ Lương Võ Đế hồi xưa mà cung cấp cơm gạo cho 10.000 tăng ni để dịch kinh đó, tu học. Bây giờ tới đó còn cái miếng đất trống không, gạch không, tòa nhà nó sập hết rồi. Thì ông mới cảm khái biết được cái lý vô thường. Ông mới làm cái câu kim cang đọc cả ngàn lần mà trong mà ảo như gần như xa. Cuối cùng kết luận lại là kinh vô tự mới là chân kinh, tức là cái đạo đó là cái đạo tự nhiên của tạo hóa, sanh sanh diệt diệt của tạo hóa mới là kinh. Còn những cái kinh mà chúng ta đọc thấy chữ này kia đó chẳng qua là phương tiện để đưa người hành giả vào trong đạo. Đức Thế Tôn đã nói rất rõ, sau 49 năm hoằng pháp ngài nói những điều ta dạy, Đức Thế Tôn không nói đạo của ta nha, Đức Thế Tôn nói những điều ta dạy chỉ là bè qua sông một ngón tay chỉ cho mặt trăng, thấy mặt trăng thì đấy buông ngón tay, thấy mặt trăng phải buông ngón tay, còn kẻ nào cứ chấp vào ngón tay thì không thấy mặt trăng, tại mặt trăng nó di động. Đấy, quý vị rõ chưa? Cho nên tất cả những kinh điển chỉ là phương tiện để đưa người hành giả tới cái rõ ràng. Thế thì cô con gái đó là ngài Quán Thế Âm, ngài độ cho hết nguyên cái làng đó, từ cái chỗ nó hung dữ cho tới khi nó đọc được cái bài tâm kinh thì nó đã hiền rồi, thấy không? Rồi cái nó tụng tới kinh Kim Cang. Thế kinh Kim Cang có cái gì màu nhiệm quý vị? Mà cái anh chàng đó, anh đọc rồi anh thấy cô này chết rồi, anh ngộ chứng. Mà rồi ngài Huệ Năng cũng thế, đang gánh củi nuôi mẹ ở ngoài chợ, nghe người ta tụng kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì lập tức ngộ về xin mẹ đi tu, lên gặp tổ Hoằng Nhẫn, tổ thứ năm lên đấy. Quý vị biết ngon là nói tổ sao? Tổ hỏi chứ ông tới đây làm gì giữa đại chúng đông lắm. Con tới đây xin tổ dạy cho con cách làm Phật. Con tới đây xin tổ dạy cho con cách làm Phật. Không dạy tu, không dạy quét chùa, chuyện cái chuyện nhỏ con không quan tâm. Con tới đây chỉ xin tổ có một việc thôi, tổ làm ơn dạy cho con cách làm Phật. Rõ ràng chưa? Tổ hỏi vậy chứ, ông nhà ngươi từ đâu tới? Toàn là thiền ngữ không ạ? Hỏi nhà ngươi từ đâu tới? Tức là hỏi cái bổn lai diện mục của nhà ngươi. Ông trả lời con từ phương Nam. Tổ mới nói, người từ phương Nam là hạ tiện, không có đủ trí thông minh, làm sao có thể hiểu được Phật Pháp. Tổ Huệ Năng mới nói, người thì có Nam, có Bắc, Phật tính thì bình đẳng. Ý nói chứ nếu tổ không chỉ tổ, tổ mà chỉ con cũng tu, con cũng thành Phật. Nói dứt khoát mà, con tới đây xin tổ dạy cho con cách làm Phật. Không có, con tới đây con không tụng kinh, con không có đọc cái gì hết, con không có làm công quả. Con tới đây chỉ xin tổ dạy cho con cách làm Phật. Thế tại sao nói phương Nam? Tại vì phương Nam đối đãi với phương Bắc là trung tâm, phương Nam là phía bên ngoài. Ý trong thiền ngữ nói cái gì? Ý trong thiền ngữ nói tổ nói là ở phương Bắc tức là trung tâm, mà phương Nam tức là bên ngoài, tức là ngoài cửa đạo. Tức là con thấy rồi nhưng mà con chưa vô. Con thấy rồi nhưng mà con chưa vô. Bây giờ con tới đây con lại tổ để tổ chỉ cho con cách làm Phật, tức là con tới đây xin tổ chỉ cho con cách vô. Con thấy rồi đó, nhưng mà giờ con muốn vô.
Cho nên tất cả đều là những cái thiền nữ, những cái vị đã chứng đắc rồi, họ nói chuyện với nhau không phải bình thường. Thế thì trở lại cái sách này, ông này chúng ta học chúng ta biết rồi. Lúc đầu á thì ai cũng nói sắc là vật chất, là nhà cửa, là những cái thứ thấy được. Rồi tiến hơn một bước nữa, chúng ta biết có những thứ không thấy được vẫn là sắc, chẳng hạn như cái điện thoại cầm tay thì cái gì sờ mó được thấy được là nó sắc. Còn cái thứ làm sóng điện để cho cái máy cầm điện thoại đó nó nói chuyện được với nhau có phải là sắc không? Không thấy được nhưng mà không có nghĩa không phải là nó sắc. Chúng ta biết rồi gì? Rồi ngày hôm nay chúng ta, ngày hôm qua kia chúng ta lại biết được sắc này chính là tâm. Thấy cái tượng ông Ngài Bổn Sư như vậy đó, rồi đi đâu thấy, rồi ước mơ cái lỗ tai phải dài như thế này, về bắt cái ông thợ nó làm cái lỗ tai dài xuống như thế này, rồi gương mặt như vậy. Tức là cái hình tướng bên ngoài là cái sắc bên ngoài chính do tâm, tâm tạo. Cái người chủ ngôi chùa này ưa thích cái kiểu như vậy, kêu cái ông thợ, ông làm cho tôi kiểu như thế, thì nó ra như thế. Nhìn như thế thì biết ngay cái tâm người hành giả. Có tâm trước, có sắc sau. Nhưng mà thực sự ra thì tâm sắc này đều nằm trong cái lại giả thức. Từ trong vô lượng kiếp đã có cái ý này rồi. Ngày hôm nay trong đời sống hiện tại, căn trần giao thoa nó gặp cái thức này nữa, hai cái thức này nó cộng lại, một cái từ trong quá khứ và một cái hiện tại. Hai cái này nó tiếp tục tác ý. Có nhiều khi chúng ta làm, chúng ta nghĩ là tôi làm tôi không có tác ý. Không có đâu. Chính cái này nó tác ý. Nếu quý vị không có cái này mà chỉ có căn trần không, quý vị có tác ý không? Không tác ý nổi. Kêu một cái người thượng ở trên Pleiku con tôm nó đưa nó cái điện thoại cầm tay nó dục thùng rác. Tại vì từ nhỏ tới lớn chưa hề nhìn nó, chưa hề biết nó, tức là không có cái thông tin gì nằm trong a lại gia thức này. Thì hai cái này nó không đối chiếu, cái mới và cái cũ nó không có, coi như nó mất đi. Cho nên người tu người ta nó xả, tức là dẹp hết tất cả những cái thông tin gì đang nằm trong a lại gia thức, thì căn trần có giao thoa vẫn thức không sanh. Tại có biết đâu, mãi không có tác ý thì mấy cái này nó không tác ý thì sao? Nghiệp không sanh, tại vì nghiệp là hành động có tác ý, được lặp đi lặp lại nhiều lần. Hay không có tác ý thì không nghiệp, dứt nghiệp thì dứt sanh tử. Thế tại sao mình chạy theo sắc? Ở trong bài Kinh Tứ Diệu Đế, Đức Thế Tôn thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như. Ngài nói khổ tập diệt đạo. A Nhã Kiều Trần Như nghe khổ rồi sợ hả? Cho nên chứng quả thánh à? Không có. Ngài nói rất rõ trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Khi Đức Thế Tôn hỏi bằng cách nào ông chứng đắc, Ngài A Nhã nói con nương vào pháp âm của Đức Thế Tôn, con hiểu được cái lý ở trong Tứ Diệu Đế. Cái lý trong Tứ Diệu Đế là gì? Không phải là khổ tập diệt đạo đâu. Ngũ uẩn. Vì ngũ uẩn cho nên không thấy được rằng sanh lão bệnh tử là thường. Nói nó là có thực cho nên dính mắt vào trong đó, chấp sắc cho nên thọ. Thọ cho nên mới sanh ra đau khổ. Sắc tự tánh vô vốn là thanh tịnh. Nhưng mà sắc thọ uẩn làm cho con người đau khổ. Tại vì mình tự nhiên công nhận mình và cái đối tượng đó là một. Đưa người ta không đưa sang sông, mà sao có sống ở trong lòng. Tiễn người yêu đi sang sông đi chinh chiến, tự nhiên thấy sống nó buồn quá trời. Sống thì nó mắc mới gì tới cái tâm buồn của mình. Nhưng mà mang cái sống nó vào lòng, cho nên thấy đưa người ta không đưa sang sông, mà sao có sống ở trong lòng. Tức là lấy sắc làm tâm. Lấy sắc làm tâm thì lại tác ý, cho nên tâm thành sắc. Tâm sắc là một nơi cái chỗ cảm thọ, lặp đi lặp lại nhiều lần. Phải có sắc thọ thì sao đưa tới tưởng. Đêm nằm chiêm bao cũng thấy. Chúng tôi ở trong chùa có một vị tu sĩ tu lâu hơn chúng tôi, già. Sáng ra cũng lôi tôi dậy, nói, thầy ơi thầy chở tôi đi. Nó đi đâu? Nó đi kiếm đất. Nó chi vậy? Nó tích cất chùa. Sao mà ông ngon vậy, tiền ai cúng dường ông dữ vậy mà ông đi kiếm chùa? Nói kỳ này tôi phải xây cái chùa lớn hơn.
nói làm sao tìm ông. Tối qua tôi nằm chiêm bao thấy trúng lô tô. Tối qua nằm chiêm bao trúng lô tô, sáng ra kêu với người cùng tu với mình đi kiếm đất để kết chùa. Giống như cái ông gì ở trong kinh có nói đó, soi tấm gương mà đi rời qua thấy mất cái đầu. Rồi cái ôm cái đầu đi, nó cũng bắt đầu rồi phát điên. Chúng tôi không nói tên người đó đâu, không nói kinh đã đoạn nào đâu, để cho quý vị đi tò mò đi tìm. Thế thì cái đó là cái gì? Chấp sắc và thọ. Cho nên á, vô tình chung mình á, nhận diện mình chính là đối tượng chính là mình, sống chính là mình. Đưa người ta không đưa sang sông, mà sao có sống ở trong lòng. Sống đó chính là tâm, tức chính là mình, chính là gì đó. Mình là sống, hàng ngày sống nó vẫn trôi nổi như thế, có mắc mới gì đâu. Tại sao bữa hôm đó mình thấy sống buồn quá? Thọ này. Để thọ sinh ra tưởng. Ông Pavlov á, ông đã thực hiện cái thí nghiệm ở nơi con chó rồi, chứng minh bằng khoa học. Cho con chó ăn, ông lắc cái chuông reng reng reng, con chó nó tiết dịch vị. Tới lúc ông không cho nó ăn nữa, ông vẫn lắc, dịch vị nó cũng vẫn tiết ra. Có ăn, lắc cái chuông, tiết ra 1 lít. Không ăn, lắc cái chuông, vẫn tiết ra 1 lít. Như vậy đâu phải vì vấn đề ăn mà tiết ra dịch vị. Cái tưởng. Này. Cho nên cái tưởng này đó, nó sẽ khiến cho mình hành, tại vì mình tưởng mà. Có nhiều người tưởng rồi không biết là mình tưởng. Cho nên Đức Thế Tôn cũng nói chúng sanh đó, vớt bóng trăng mà không biết. Cho nên hành, mà cái hành thì có 2 loại, một loại có tác ý, một loại không tác ý. Hành của mình lúc nào vậy, có tác ý không tác ý. Nó vi tế thì mình cứ gọi là không tác ý, chứ nó cố tác ý, tại vì nó nằm ở trong cái lại nó thích này. Nó sinh ra tưởng, nó tiềm tàng sẵn rồi nó tác ý. Nhưng mà mình nghĩ, mình tưởng là mình không có tác ý, nó đều có tác ý hết. Bây giờ chúng tôi cứ nói là nó vi tế, thì mình tưởng là không tác ý. Và một loại có tác ý, nó rất là thô, nhìn thấy rõ. Đó. Mà tất cả tác ý thì đều rất là trong nghiệp. Nghiệp là hành động có tác ý. Khởi lên một ý thôi là kẹt rồi. Nhiều lúc có nhiều người hỏi tôi tại sao Ngài Thanh Từ lo cất cái chùa điện tử. Tôi nói biết đâu thôi. Kiếp trước ông là ông Trần Nhân Tông, xây cái chùa điện tử chưa xong, khởi lên cái ý muốn xây, cho nên kiếp này phải quay trở lại để rồi cuối cùng phải xây cho bằng được rồi mới yên. Mà không biết xây rồi còn yên không, tại vì còn có tưởng này không. Hãy khởi lên tác ý, vì sắc thì có thọ tưởng. Rồi bây giờ có những khi sắc mà không thọ thì sao? Tức là buông được cái gì? Thấy sắc mà không thọ thì buông. Ngày hôm qua chúng ta học rồi, Phạm Chí Trường Trảo và Đức Thế Tôn ở trong Đại Trí Đồ Luận. Phạm Chí Trường Trảo tới gặp Đức Thế Tôn nói, bạch Đức Thế Tôn, bạch Ngài Cù Đà, kẻ không thọ các pháp thì ông nghĩ sao? Kẻ không thọ các pháp thì ông nghĩ sao? Tức là không dính mắc cái gì hết. Đức Thế Tôn từ bi, Ngài hỏi, nhưng mà kẻ ấy có thọ cái kiến chấp là mình không thọ các pháp hay không? Mình có thọ cái kiến chấp là mình không thọ các pháp hay không? Có nghĩa là ta buông, nhưng mà ta có thọ cái kiến chấp là ta đã buông hay không? Ông Phạm Chí Trường Trảo hết hồn quỳ xuống đảnh lễ liền. Rồi cuối cùng nói, nếu kẻ ấy không thọ cái kiến chấp là mình không thọ các pháp, thì Ngài Cù Đà nghĩ sao? Đức Phật nói, như vậy thì nhân ngã bình đẳng, hà cớ gì lại đây cũng câu ngã mạnh. Tại vì nếu ta nói ta buông, thì lập tức có ta, có cái pháp để buông, và có cái hành động buông. Nó dính hết. Nói ta đã buông nhưng mà có ta nè, ta buông nè, có cái hành động buông và có cái pháp để buông.
Mà một niệm sân đó thì pháp giới đều sân. Một niệm diệt pháp giới đều diệt. Không còn niệm nào nữa thì là chân tâm thường trụ. Mà hãy khởi niệm lên thì sống trong cái thức vọng tưởng điên đảo. Sanh tử luôn ngồi là thế này. Có cần vào chùa để phát sanh tử không? Không cần. Thấy chưa nào? Nếu không tác ý, không tạo nghiệp, sống trong bối cảnh như là Duy Ma Cật, trong kinh Duy Ma Cật, biết rất rõ thực tướng của các pháp, sống ở trong cái chân tâm của mình, không lìa nữa, thì đâu có cần phải đi đâu. Trực tâm tức đập tràn mà. Không? Ngày Duy Ma Cật nói rõ, trực tâm tức đập tràn. Thì làm sao để có cái trực tâm để mà sống mà không dính mấy cái này mà không có dính mắt? Hôm qua chúng ta cũng học, chúng ta biết rồi. Trong kinh Bộc Lưu, Đức Thế Tôn nó chư thiên xuống hỏi, cách nào ngài vượt Bộc Lưu? Đức Thế Tôn nói ta không đứng lại, ta không bước tới, ta vượt Bộc Lưu. Hãy khởi lên tác ý thì đây tạo nghiệp. Nghiệp thì phải quay lại đây thôi. Nhưng mà tự tánh của sắc vốn là thanh tịnh, họ nó cũng vốn là thanh tịnh, tưởng cũng vốn là thanh tịnh, tại vì các thứ này chỉ là năng lượng 121 cái nguyên tử ở trong cái trái đất này thôi. Nhà cửa máy bay quý vị thấy đủ thiên hình vạn trạng, nhưng mà các khoa học đã chứng minh chỉ có 121 cái nguyên tử nó tạo nên đủ các thứ. Thế các nguyên tử đó là điện âm, điện dương, điện trung hòa, electron, photon và neutron. Có điện buồn, điện vui, điện thương, điện ghét không? Cái mấy cái thương ghét buồn vui nó ở đâu, nó sinh ra trong cái năng lượng. Thấy thế chưa? Nếu quán chiếu vô cực đi thì sẽ thấy tất cả đều chỉ là năng lượng. Mà cái luật bảo toàn năng lượng là không có cái gì mất đi hết. Cho nên khi quý vị chết thì nói theo ngôn ngữ nhà Phật là tứ đại trở về. Tứ đại. Phải chưa? Tức là đất nước gió lửa trở về với đất nước gió lửa. Cái thân này trở về với cái nguyên bản, nguyên vị của nó. Bây giờ tôi đi nhanh hơn chút xíu nha. Thế thì cái ngũ quẩn này nó rất ở đâu? Nếu thân trả về cho tứ đại, đất nước vô lửa hoàn trở về, tức là không còn sanh diệt nữa. Nói là sanh diệt chứ thực sự ra do duyên nó kết lại, rồi do duyên nó tan, chứ có sanh chỗ nào, tử chỗ nào. Quý vị thấy rõ chưa? Vợ chồng, con cái, anh chị em, các mối tương quan đó cũng đều do nhân duyên. Vì có nhân viên từ trong vô lượng kiếp nó có tác ý cho nên nó quay trở lại. Hôm trước chúng tôi có nói cái câu chuyện mà hai người đàn bà lấy chung một chồng mà 500 kiếp mà cứ đầu thai để trả quán với nhau đó, ở trong kinh Pháp Cú đó. Vì cái tác ý này nè, trong vô lượng kiếp nó cứ quay trở lại mà. Nhân viên. Mấy nhân viên thì không thật. Đức Thế Tôn đã dạy duyên sanh thì như nguyện. Mình lấy bóng trăng làm mặt trăng, lỗi tại ai? Thế thì bây giờ lấy bóng trăng làm mặt trăng, trong vô lượng kiếp đã quen rồi, tạp khí đã quen rồi, đời này cũng vậy, cũng vẫn chấp là bóng trăng làm mặt trăng. Bằng cách nào để tu? Có phải gõ mõ tụng kinh rồi cái thấy bóng trăng là bóng trăng không? Ngồi thiền có thấy bóng trăng là bóng trăng không? Ăn chay có thấy bóng trăng là bóng trăng không? Ngũ quẩn đây, cho tới giờ này chúng ta biết nó là bóng trăng, đó là nhà ảo thuật gia. Và Đức Thế Tôn đó, thường thường dùng cái thuật ngữ đó là quyến sư và quyến sự. Nó là nhà ảo thuật gia đánh lừa chúng ta, cho nên chúng ta cứ thấy cái vật đó là có thật. Nhưng mà nó như bóng trăng thôi, như hoa đốm trong hư không, như điện chớp, có gì thật đâu. Thế thì cái gì làm cho mình thấy nó thật hay nó không thật? Khi chết thì thân tứ đại này trả buông hết, không còn gì. Chút xíu đứng thấy đẹp gái vậy, chứ mà chút xíu ra ngoài kia đốt nhấn nút một cái là hai tiếng hồ sau còn lại cái hũ trò đem ra ngoài nghiến rải xuống một cái, nhờ thầy tục tóc 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 nam mô a di đà bà tỳ là đi luôn, ha, đâu còn nữa. Rồi bây giờ hỏi vậy chứ nếu cái trò đi hết rồi thì còn cái gì còn không?
chúng ta giải quyết vấn đề sanh tử mà. Còn cái gì còn không? Nếu có cái còn thì đương nhiên nó sẽ tiếp tục theo cái tác ý này, theo cái nghiệp này mà nó sanh lại nữa. Còn nếu không còn cái gì nữa thì chỗ nào nó sanh? Còn không? Giữa hai cái này, cái mà sống trong điên đảo tạo ra nghiệp thì nó tiếp tục nó theo tác ý, vì nó khao khát có những cái việc ở trong cuộc đời này nó chưa hoàn thành hay là hoàn thành không đúng ý nó, cho nên nó thúc đẩy, nó đưa vào trong cái lại giao thức, và khi chết á, cái thức này tiếp tục nó đẩy người hành giả quay trở lại. Tôi làm chưa được, tôi phải làm cho xong. Còn khi nào vứt bỏ được mấy cái này hoặc là chuyển thức thành trí rồi thì nó thông dong tự tại, sống ở trong chân tâm thường trụ, tức là vắng lặng, nó không có cái gì hết. Mà nếu nó không có cái gì hết thì nó đến đi tự tại thôi, làm tất cả các cái hành mà nó không có tác ý. Thế thì trở lại câu hỏi này, năm cái quỷ vật này nó làm não hại mình, sanh tử này, ngũ uẩn này, mà khi tứ đại dẹp rồi, buông hết rồi thì năm cái này nó trú vào đâu? Chắc là phải có mắt mới thấy chứ gì, con mắt nó đã tiêu rồi thì sắc còn không? Tâm của sắc ở đâu? Ngộ chưa? Chưa ngộ. Thọ ở đâu? Thọ là nguy hiểm chứ gì? Thế có thọ thì dính mắt phải không? Cảm thọ phải không? Của ta, của anh, của chị, ganh ghét, bị thử, đúng sai, cũng bị thọ. Ý kiến của tôi đúng, ý kiến của chị sai, cứ như thế mà sanh tử luân hồi. Mà bây giờ đó, cái thân này đã dẹp rồi, tứ đại trả về rồi, thì năm cái này nè, năm cái thằng giặc này nó trú vào đâu để nó phát sinh? Thấy chưa nè, giống như hoa đốm trong hư không. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn đã nói rất rõ, hoa đốm trong hư không, con mắt đó nhìn vào trong chân không lâu nó mỏi rồi thấy có hoa đốm, vậy thì hoa đốm nó từ đâu ra? Từ con mắt ra hay từ trong chân không? Nếu từ trong chân không thì khi hết nó phải trả về với chân không. Nếu từ mắt ra thì khi hết hoa đốm nó phải trả về mắt. Thế thì hà cớ gì người hành giả lấy cái tay dụi mắt hết mỏi, tự nhiên hoa đốm biến mất? Tất cả những cái sắc thọ tưởng hành thức này chẳng qua là hoa đốm trong hư không. Chấp thì thấy có ngay, khởi tâm chấp, một niệm chấp, pháp giới đều sinh, vũ trụ đều có. Quán chiếu bằng tuệ quán thấy rất rõ thực tướng của sắc thọ tưởng hành thức, chỉ là cái đám rối buồn này thôi, năng lượng. Nó trú vào nơi sắc thinh hương vị xúc pháp và căn trần, mắt tai mũi lưỡi. Hôm trước chúng tôi hăm dọa quý vị nói sắc thinh hương vị xúc pháp là 6 cái địa ngục. Khi quý vị chiêu cảm ưa thích nó thì là mở cửa địa ngục. Tại vì những thứ này nó đều vô thường, thay đổi. Mà nếu nó thay đổi, nó biến dịch thì tâm người hành giả cũng biến dịch. Nghe người ta khen tâm khởi vui sướng, nghe người ta chê khởi tâm phiền não. Rồi bây giờ nói, có nhiều vị nói nếu vậy thì bây giờ con làm các thiện nghiệp, đúng Đức Phật dạy luôn tránh các điều ác, luôn làm các điều thiện. Nhưng mà làm các điều thiện mà còn biết mình làm các điều thiện, đó chỉ là ma sự. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ, làm tất cả các việc thiện mà nếu không có bồ đề tâm thì là ma sự. Quý vị học cũng biết rồi. Tới chùa cúng dường ngàn đô, thầy cho con cái tấm bảng vàng về nó treo trong nhà, và giữa đại chúng thầy phải công bố đây đó là con có cúng ngàn. Và thầy hỏi còn gì nữa không? Nói con biết thầy gần với cõi trên, thầy gần với Phật. Nói con cúng thêm ngàn nữa, thầy làm ơn nó tối nay thầy tụng kinh, thầy tâu với Phật, thầy cho con xí chỗ ở trên cái bàn. Thầy tối thầy tụng kinh hỏi Phật, Phật nói 2.000 đô nó chỉ mua được cái miếng giấy
là hứa là có chỗ thôi. Phải 50.000 đô thì mới có cái bản đồ, 100.000 đô thì mới có cái giấy là đăng ký thôi. 1.000.000 đô thì mới có bằng khoán. Sáng ra nó ngồi suy nghĩ sao nó nói vậy thôi, con không lại chùa nữa. Ai muốn mua chỗ trên Niết Bàn? Thấy nhìn tâm người hạnh, thật giả cái chỗ trên Niết Bàn đó là nó sắc, quý vị đừng nói nó là vô vi, tại vì do tâm tạo, vạn pháp do tâm tạo, mà cái gì do tâm tạo thì đều là sắc. Mình tưởng ra là có cái Niết Bàn như vậy, có các chư Phật như vậy, và kinh sách nói cõi Niết Bàn, cõi Cực Lạc là ở nơi ấy, không cần làm vẫn có ăn, muốn gì cũng có, tưởng là có ngay, tưởng có cơm là tự nhiên cơm nó hiện ra. Quý vị biết ở đâu có cái loại mà không làm vẫn có ăn cơm và ăn ngon không? Chỉ có chùa thôi chứ đâu. Quý vị lại chùa, quý vị có hết cái gì, chùa lúc nào cũng nấu cho quý vị ăn, mà có giờ chùa thằng ăn không đây nè, quý sư làm sao này, thấy quý vị lại đông mừng lắm, mau mau vô nấu cơm, đếm có bao nhiêu đồng nấu dư lên chút để cho quý vị ăn. Như vậy là đây là Niết Bàn. Niết Bàn ở ngay đây bây giờ mà quý vị không thấy, thế nào quý vị lo đi tìm cái Niết Bàn mà tưởng tượng. Có ai thấy Niết Bàn chưa? Rồi có ai, có bạn bè mà người ta đi lên Niết Bàn, người ta về ta nói lại quý vị nghe là Niết Bàn giống như thế nào không? Cũng chưa thôi, người tôi cũng có vậy. Các vị tôn túc có gặp tôi đấy, thôi thầy ở lại, tôi đi lên Niết Bàn lập Phật. Tôi nói thì nào thầy đi lên trên đó, thầy nhớ chụp mấy tấm hình thầy gửi qua email cho tôi coi Niết Bàn như thế nào. Mà mấy chục năm rồi các ngài đi luôn, các ngài không hề gửi email, không lẽ các ngài đã phụ bạc bần tăng năn nỉ dữ lắm mà đi mất tiêu luôn, không hề gửi email, là không biết cái Niết Bàn nó giống như sao. Niết Bàn là gì? Diệt trừ phiền não. Chúng tôi đi sang Ấn Độ, lúc đầu chúng tôi không biết Niết Bàn là gì, dân chúng dân gian mời cái tô cháo nóng, cái tôi nói nóng quá anh sợ ăn được, nó nói thầy để cho cái tô cháo nó Niết Bàn đi. Làm sao vậy? Để từ từ nó nguội. Đưa cái ly nước nóng cũng vậy, nó nóng quá thầy để cho cái ly nước nó Niết Bàn. Tôi mới thì ra dân gian nó nghĩ Niết Bàn là như thế. Kinh sách viết là một chuyện khác, còn dân gian là những chuyện khác đấy. Nào, thế hai vợ chồng mà sắp sửa đánh nhau á, thì nên nhớ nha, hãy để cho nó Niết Bàn. Nào, hai người còn sau đây, lúc nào có cãi nhau thì hãy để cho nó Niết Bàn. Thế thì khi chúng ta chết, thân tứ đại bỏ, sắc thọ tưởng hành thức này ở đâu, nó đi về đâu, còn hay không? Nếu chúng ta nói rằng không á, thì chúng ta là thực thể là a là cái gì? Khi chết á, đầu thai á, nó ra là a hay là nó ra là b? Chúng ta là a là hiện thể như thế này, đầy đủ nghiệp, đầy đủ các nhân duyên. Mà khi chết rồi sang cái thế giới khác đầu thai hay làm gì chăng nữa, nó cũng mang cái đặc tố của A hay là nó là B, tức là không giống A, là hoàn toàn cái mới. Tại vì nếu thân bỏ rồi mà ngũ uẩn cũng bỏ luôn, và các cái trí tuệ, các cái thức này cũng bỏ luôn, tại vì nó đi theo căn trần, phải không? Thức do căn trần, hay căn mất thì thức cũng diệt. Thế thì tại sao có những cái hiện tượng đồng thai mang nghiệp? Đức Thế Tôn nói đâu có sai đâu, Đức Thế Tôn nói nghiệp dẫn chúng sanh. Thế thì khi cái này, cái ngũ uẩn này nó đã bị diệt rồi, nó còn cái gì? Thấy không? Sắc thọ tưởng hành thức chúng tôi sợ lắm. Sợ cái mà đang nghi nhận ở trong cái tiềm thức này, tích lũy. Cho nên đó, tu Phật là từ bi hỷ, nhưng mà quan trọng nhất là xả. Có từ, có bi, có hỷ mà không có xả thì sanh tử luân hồi.
A, biết thành A vì nó mang theo, nó mang theo cái gì, nó mang theo cái gì vậy? Và cái thứ gì nữa nằm ở trong cái gì vậy? Cái trí, trí tuệ. Đức Thế Tôn trong vô lượng kiếp ngài cứ đầu thai là cái này kia cái thứ, nhưng mà đều mỗi một lần đều có trí tuệ. Cho nên trong các chùa mới nói duy tuệ thị nghiệm, đem cái trí tuệ đó đi tới chúng ta để hiểu rõ. Cho tới khi nào nhìn rõ được thực tướng của các pháp nữa, cái sắc thọ tưởng hành thức này biết nó là như vậy, thông dong không còn dính mắc nữa, không khởi niệm nữa, thì hành mà không tác ứng, đó là chư Phật. Còn chúng ta đều có tác ứng hết. Buông được không quý vị? Tại nếu không buông thì A nó thành ra A cộng, tại vì nó còn nữa chứ. Những cái gì mà mình lủng củng trong cuộc đời này này, thành A cộng, A cộng. Phiền não, nghiệp chướng, nhân duyên. Tại sao khi Đức Thế Tôn ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày, rồi ngài nói: "A ha, ta đã thấy mặt mũi của cái nghiệp, kể từ nay nhà ngươi không thể xây dựng cái nhà đó được nữa, cột kèo đồng dung, bỏ hết kiếp này là kiếp chó, không có bao giờ sanh tử được, tự tạo." Tại sao ngài nói vậy? Trong vô lượng kiếp ngài đã sanh đã tử, mà mỗi một kiếp thì ắt hẳn có tạo nghiệp, nghiệp lành, nghiệp dữ, mà nghiệp nào cũng là nghiệp, tại vì nghiệp thì đều có tác ứng. Tại sao tới giờ đó ngài nói hết rồi nha? Tại sao tới giờ chót đó ngài nói thôi nha, tới đây là chấm dứt? Thế thì những cái mà từ trong quá khứ nó kéo dài cho tới bây giờ đều có tác ứng, thì cái đó là cái gì? Chuỗi quá khứ này, chuỗi thời gian. Đây là quá khứ này, đây là hiện tại này, đây là tương lai này. Trong vô lượng kiếp chúng ta đã sanh diệt, mỗi một kiếp đều có tạo nghiệp và có gặt hái được một chút trí tuệ. Đức Thế Tôn nói tới đây, Đức Thế Tôn nói tuyên bố chấm dứt nghiệp. Tại sao vậy? Ngài nói bất kể những cái thứ này có hay không có, mà tới đây này lạ vậy. Cho nên đó, quý vị nhớ kỹ, ngay từ đầu chúng tôi đã nói quý vị nên cẩn thận giữa nghiệp và nhân quả, hai cái khác nhau. Nhân quả phải trả, thế mà trả rồi trả quả thì dứt, dứt nhân, không tạo nhân nữa mà trả quả thì dẹp xong. Còn nghiệp này đó phải dùng trí tuệ để chặt nó, nó không còn tác ý nữa, phải trí tuệ. Cho nên mới đi duy tuệ thị nghiệp. Đức Thế Tôn trong vô lượng kiếp làm cho tới lúc này đó, ngài nói hết chấm dứt, tại vì không còn tác ý nữa. Cho nên ở trong kinh Kim Cang mới nói ưng vô sở trụ. Đức Phật nói với ngài Tu Bồ Đề, không trú nơi sắc mà sinh tâm, không trú nơi hương mà sinh tâm. Thì hồi nãy chúng ta học rồi, sắc thì hương vị xúc, tức là sắc thì mặc kệ sắc, đừng có trú nơi đó mà sinh tâm. Hễ khởi ra tâm thì rất là trong cái chỗ này là a lại gia thức tác ý. Chúng ta học tới ngày hôm nay chúng ta biết rồi, nó cứ xoay nó đẩy ngoài. Cho nên khi chấm dứt không tác ý nữa thì lập tức chấm dứt, củi hết lửa tắt, cái nghiệp do tác ý. Nếu không tác ý nữa, nó không còn cái động lực để nó tiếp tục nó phát sinh.
Nhưng mà không có nghĩa là nhân quả nó không không trả đâu, nhân quả vẫn phải trả. Ngày một kiền liên vẫn bị ném đá, đúng. Và Đức Phật cũng nhức đầu 3 ngày, ăn lúa ngựa mấy tháng. Thế thì cái nghiệp này thực chất của nó là gì? Ngũ quẩn thực chất là gì? Ngũ quẩn là nó đánh lừa phải không? Nhưng mà ngũ quẩn này thực chất nó là gì? Sắc thọ tưởng hành thức nó là gì? Sắc này này nhìn thấy chùa này, nhìn thấy cái chuông này, nhìn thấy tượng bổn sư này. Hồi nãy chúng tôi nói rồi đó, tượng bổn sư ở đây khác tượng bổn sư chỗ khác. Ở đây có bao nhiêu ngôi chùa? Chùa Việt Nam, chùa Tịnh Luận. Quý vị đi coi đây, có ngôi có tượng nào giống bức tượng này không? Cái bức tượng này là tâm của người hành giả, tâm của người chủ chùa ở đây. Người ta ưa thích kiểu đó. Thế thì tâm tức là có sắc. Thế tại sao người ta khởi cái tâm như vậy? Tại sao người ta khởi cái tâm như vậy? Thì cái thức đó. Người ta hàng ngày đi xem những cái tấm hình, người ta đi các cái chùa, đi các thắng cảnh khác, người ta nói ở tượng này bổn sư ngài từ bi thì cái tai nó phải dài như này, tai Phật phải dài xuống cái vai, người ta làm vậy thôi. Có ai biết tai Phật dài cỡ nào không? Rồi giờ đọc trong kinh Pháp Hoa nó làm sao? Lưỡi dài tới tám thiên đại thiên thế giới. Rồi giờ về đúc cái tượng có cái lưỡi dài thật dài ra tới ngoài cổng chùa. Tâm người hành giả, cái chơi tâm thường trụ này, và nó thấy nó không có ghi, nó chỉ nhìn thôi, nó không có ghi nhận gì hết. Giống như là mặt hồ đó, cái gì đi ngang đó, có cái bóng đi mất rồi thôi, chân tâm. Nhưng mà chúng ta không có sống trong đó, chúng ta thường thường sống trong cái thức. Thế thì tại sao Đức Thế Tôn khi tới cái điểm này 49 ngày rồi ngài tuyên bố là chấm dứt nghiệp? Tại vì bằng thiền định ngài đi sâu vào trong cái các cái tâm thức ấy, tới cái tầng cuối cùng. Ở nơi đó không gian và thời gian không có phân biệt nữa. Quý vị ở trong trái đất này, quý vị thấy có ngày có đêm, có tháng có năm. Tại vì chúng ta quy ước được conventional truth, quy ước với nhau. Trái đất quay chung quanh nó một vòng thì chúng ta nói là 24 giờ. Trái đất quay chung quanh mặt trời một vòng thì chúng ta nói là 1 năm. Bây giờ leo lên phi thuyền nó bay ra khỏi cái trái đất, tôi ngày sáng đêm nó nhìn thấy mặt trời không? Chỗ nào tối chỗ nào sáng. Ở bên Na Uy đó, nó có 6 tháng có mặt trời, có 6 tháng tối. Nó không phải như ở đây có ngày có đêm, chỗ nào sáng chỗ nào tối. Chúng ta quy ước, quy ước với nhau để tính toán. Cái đồng đô cũng vậy, đưa cái giấy 100 đô là quy ước với nhau, 100 đô thì mua được cái này. Và 100 đô thì nó bằng 100 cái giấy 1 đô. Chúng ta quy ước phải không? Chúng ta quy ước xong rồi chúng ta chấp nhận nó như vậy, và chúng ta lệ thuộc nơi cái giá trị của nó. Tức là chúng ta là cha đẻ của nghiệp, rồi chúng ta lại là thừa tự của nghiệp. Thế thì khi ngài Đức Thế Tôn, ngài ở vào cái thời điểm này, ngài phát hiện ra bằng trí tuệ, ngài nhìn rõ thực tướng của các pháp, nó như ở trong cái bàn tay, không có không gian thời gian, quá khứ hiện tại đều không có. Và ở vào cái chỗ ấy thì ngài thấy rất rõ nghiệp chẳng qua là, quý vị có nghe đó không, hay là tôi để chiều chiều hả? Nghiệp chẳng qua là duyên sanh. Còn chúng ta tới chiều chúng ta sẽ giải thích rõ hơn. Đức Thế Tôn nói như thế này này, nhiều lúc quý vị cũng để ý. Khi ngài Xá Lợi Phất đi tầm đạo, gặp ngài Tỳ Kheo Mã Tịnh đi rất thông dong tự tại, ngài Xá Lợi Phất mới hỏi chứ ông tu pháp môn nào, đức bổn sư của ông là ai mà thấy ông cũng tự tại như vậy. Ngài Xá Lợi Phất nói: vạn pháp do duyên sanh, vạn pháp do duyên diệt,
đức mục sư của tôi vẫn thường nói như thế. Nghe ngay cái câu đó, ngài Xá Lợi Phất chứng quả Tứ Đà Bà, bước vào dòng thánh đi. Và pháp do duyên sanh, tức là không chừa một pháp nào hết, đều là duyên sanh. Tới đây quý vị rõ chưa? Chiều chúng ta học tiếp nha. Quý vị có câu hỏi gì không? Có ai có câu hỏi gì không? Nhớ nha, cái cặp trai gái làm sao á, niết bàn nha. Khi mà cãi nhau là hãy để cho nó niết bàn đi nha. Rồi nếu quý vị không có gì hết, chúng ta hồi hướng. Quý vị hồi hướng xong mời quý vị ở lại dùng trưa nha.